Vị khán giả tên là Thúy Mai Trần có hỏi rằng là khi chụp hình X-quang kiểm tra phổi, tôi bị xơ 1/3 đáy phổi nhưng không có triệu chứng gì. Bác sĩ nói xơ phổi không có thuốc trị. Muốn kiểm tra phổi thì bao lâu chụp phim một lần thì tốt ạ? Hello, Rachel xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với kênh Việt Mỹ Channel. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất là vui khi được trở lại với quý vị khán giả trong chương trình về y khoa cùng với giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Rachel xin được gửi lời chào đến bác sĩ Liêm. Chào Rachel và kính chào quý khán giả. Dạ, không biết là chúng tôi vắng mặt vài ngày, tại vì trong tuần đó thì cũng có vài cái video post lên, thì bao nhiêu quý vị nhớ bác sĩ Liêm và Rachel để lại bình luận dưới đây nha. Rachel biết rằng là bác sĩ Liêm có một cái chuyến đi qua Houston để gặp những người bạn ở trong không quân, thì bác sĩ Liêm có thể chia sẻ thêm một tí về cái chuyến đi đó được không ạ? Rachel nhớ lộn rồi, tôi đi San Jose. San Jose. Rachel nói gì? Nói đi Houston. Oh, sorry, San Jose, California. Đi San Jose để gặp những người bạn ở trong quân chủng nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa. Thì họ có cái đại hội nhảy dù 41, lần thứ 41. Và tôi gặp lại các bạn của tôi ở trong binh chủng nhảy dù. Wow. Thì hồi trước tôi cũng có đi học nhảy dù ở Việt Nam. Tôi có bằng nhảy dù, nhưng mà tôi phục vụ ở không quân. Trong cái chuyến đi đó thì họ cũng xuất bản cuốn sách dịch Anh Dũng Phi Thường về cái trận đánh ở đồi Shirley. Thiếu tá Mỹ, lực lượng đặc biệt, ông Duffy, cố vấn cho tiểu đoàn 11 nhảy dù. Ông được huy chương cao quý nhất của Mỹ là mới gần đây, Congressional Medal of Honor. Ở trong dịp đó tôi cũng gặp lại ông Trung tá Mễ, tiểu đoàn phó, mà sau khi ông tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Bảo bị tử trận, Trung tá Mễ đã lên tay quyền. Thì trong cái trận đánh đó, sau khi tiểu đoàn 11 phải bỏ cái căn cứ đó, thì mở đường máu thoát, thì trực thăng xuống. Ba người mà rời cuối cùng đó là ông bác sĩ Tô Phạm Liệu, là đàn anh của tôi. Tôi rất là kính nể vì hồi ảnh học trung học của trường quốc học, ảnh học trên tôi 5 lớp, ảnh là thủ môn cho hội tuyển quốc học. Về sau khi tôi lên trung học đệ nhị cấp, tôi được tuyển để đá tiền đạo cho hội tuyển quốc học. Cho nên tôi rất thích anh. Thì khi anh phục vụ binh chủng nhảy dù, tôi cũng đi học nhảy dù, nhưng mà vì tôi ra trường được tuyển về không quân để đi Mỹ, cho nên tôi không có ở trong nhảy dù. Anh Tô Phạm Liệu thì mất rồi, nhưng mà anh tôi bác sĩ Tô Phạm Liệu với ông Trung tá Mễ với lại ông thiếu tá Duffy là ba người rời cái căn cứ Shirley cuối cùng. Và cái ông William Reeder lúc đó là phi công của chiếc trực thăng đó đã viết lại trận đánh ở đó, và những cái vai trò của ông Duffy, ông Mễ, ông Tô Phạm Liệu, đó là những người anh hùng. Và tôi rất là khâm phục và tôi rất là vui để gặp lại các bạn ở trong quân chủng nhảy dù mà tôi rất kính phục. Dạ, yeah, wow. Với chú nghĩ rằng là cái ngày hôm đó gặp nhau có những cái chuyện vui buồn, mừng vui, đời trai lính trẻ, cái thời trước năm 1975, những cái kỷ niệm nó trở về rất là nhiều đúng không bác sĩ Liêm? Họ phải trải qua rất nhiều gian khổ. Một số lớn của những người đó đã phải đi tù học tập cải tạo và bị ngược đãi. Cái vấn đề đó là những cái vấn đề mà chúng ta không thể nào quên. Tôi thì may mắn, tôi đi vào không quân thì được đi Mỹ, cho nên tôi không phải trải qua những cái đó. Nhưng mà tôi luôn luôn nhớ ơn kể cả những người bạn tôi và những anh hùng. Dạ, dạ. Ủa mà chính bác sĩ Liêm thì có bác sĩ Liêm đã nhảy dù được bao nhiêu lần rồi, giống như từ trên máy bay nhảy xuống là bao nhiêu lần? từ máy bay nhảy xuống để lấy bằng dù đó là 5 lần. Sau đó tôi có về nhảy 3 lần bồi dưỡng, tại vì tôi thích nhảy dù. Tại thích nhảy dù à? Tại vì có nhiều người nghe nói đến nhảy dù là sợ. Thật ra là một trong những cái bucket list giống như là cái chuyện mà phải làm á, thưa với quý vị của Rachel, là muốn nhảy dù một lần trong đời. Quý vị biết ở bên Mỹ nó có skydiving á. Đúng rồi, đúng rồi. Phải có huấn luyện chút đỉnh. Mà dù dân sự dễ điều khiển hơn là dù quân sự. Một người lính nhảy dù nhảy ra phải mang mấy chục pound đạn dược, súng ống, hành lý. Cái dù quân đội nó mạnh hơn, nhưng mà mình không có điều khiển được nhiều.
trong khi đó cái dù dân sự nó hình như là hình chữ nhật chứ không phải chữ hình tròn, mình có thể mình điều khiển với hai cái tay, có thể mình đáp xuống, mình đứng chạy được chứ không có té, còn dù quân đội là phải té. Mà nói chung cũng cũng tin chắc rằng là cái dân sự nó sẽ làm dễ hơn, với lại là khi mà mình skydiving có một người professional nhảy chung với mình nữa chứ không phải là À, tự thì mình cái đó là ai cũng nhảy được cả, tại vì có người nhà nghề họ nhảy với mình, đúng rồi. đúng rồi. Rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm chia sẻ những cái điều này khá là hay, thú vị cho những giới trẻ, giống như những người như Rachel hoặc là các bạn ở trong nước nhiều khi chưa bao giờ nghe được cái góc chuyện như vậy. Khá là hay. Rồi, thưa với quý vị là trong chủ đề ngày hôm nay, như quý vị thấy là cái chủ đề nói về là xơ phổi, ung thư phổi, tất cả những điều về phổi quý vị cần biết. Đây là một cái câu hỏi của một vị khán giả đã được bác sĩ Liêm đích thân chọn nha. Của vị khán giả tên là Thúy Mai Trần có hỏi rằng là khi chụp hình X-quang kiểm tra phổi, tôi bị xơ 1/3 đáy phổi nhưng không có triệu chứng gì. Bác sĩ nói xơ phổi không có thuốc trị. Muốn kiểm tra phổi thì bao lâu chụp phim một lần thì tốt ạ? Và có thể tập như thế nào cho tốt phổi ạ? Xin cảm ơn bác sĩ và cô Rachel. Thưa với quý vị là sau khi mà bác sĩ Liêm chọn cái câu hỏi này đó, thì một trong những điều mà chúng tôi muốn nói đến là tất cả mọi thứ về bệnh phổi thì trong video này bác sĩ Liêm sẽ chia sẻ cho quý vị, tại vì bên Việt Nam khá là nhiều người bị bệnh phổi. Rachel mời bác sĩ Liêm ạ. Trường hợp của vị khán giả này đó thì nói rằng là bị xơ phổi và không có triệu chứng gì, và bác sĩ nói không có cái gì để mà trị, nó bị xơ 1/3 đáy phổi, cũng là có thể để yên, nhưng mà phải biết về cái lượng oxygen và lượng carbon dioxide, tức là carbonic CO2 đó, ít ra thử một lần. Nhưng mà bây giờ muốn biết cái O2 thì nó dễ quá rồi, bây giờ người ta bán những cái máy mà cái hồi COVID người ta bỏ vào cái đầu ngón tay kẹp lại là biết ở trong máu có bao nhiêu oxygen. Cái đó mình cần phải biết, nếu mà oxygen của cô là 90% trở lên, mặc dù xơ phổi thì không có gì để đáng lo ngại cả. Cái thứ hai là có bị khó thở không? Nếu mà không bị khó thở thì không sao cả. Thường thường đó mình ngồi đó thì mình ít bị khó thở, nhưng mà khi mình nằm xuống đó thì nó có cái gọi là cái closing volume đó, thì thường thường là closing volume nó theo cái trọng lượng, thành ra mình ngồi đó thì nó ở cái closing volume nó ở phía đáy của phổi, thành ra cái người bệnh này bị xơ phổi ở phía đáy thì nó không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà khi nằm xuống đó thì cũng là theo cái trọng lượng đó, cái đáy của phổi nó sẽ trở thành nằm ở phía sau phổi, nếu mà nằm nằm ngửa. Nó có thể là cái closing volume có thể là 1/4 của cái phổi hay là 1/5, nhưng mà cộng thêm với 1/3 thì nó trở thành, nó có thể làm bị khó thở. Thành nên nếu mà nằm mà bị khó thở khi ngủ nên là để cái đầu của cái giường kê lên sẽ không bị khó thở. Đó là về cái chứng xơ phổi. Muốn tập dược thế nào đó thì nếu mà ông bác sĩ có thử cái gọi là pulmonary function test, tức là cái chức năng của phổi là cái gì, tôi tiếng Việt cũng là hơi lôi thôi. Thường thường trong cái test đó là mình phải thổi thật mạnh rồi cái trong cái máy để cho người ta đo mình thổi hơi ra hít vào bao nhiêu, và trong cái vận tốc khi mình thở ra thật mạnh là bao nhiêu. Thì nếu nếu mà biết cái đó thì càng tốt. Nếu mà không biết cái đó, theo tôi cái cách hay nhất là đi tập hát, ví dụ như gia nhập một cái ca đoàn hay là tập hát chơi cho vui. Tập tập hát là một hình thức luyện nội công, ảnh hưởng tốt tới cái phổi. Cho nên nếu mình bị xơ phổi 1/3 ở đáy gì đó mà mình tập hát mà mình có thể ngân hơi dài được á, mà hít mạnh vào và ngân hơi dài được á, rất tốt cho mình. Ở bên Mỹ họ có blow bottle, họ có đủ thứ chuyện như cho những người mà bị hen suyễn đồ này kia, nhưng mà tập hát rất là tốt. Những người tập võ Tàu, võ Nhật, võ Việt Nam, nói chung là võ Á Đông mà có luyện về nội công chính là tập về thở, rất tốt cho phổi. Đó là cho cái câu hỏi này. Ở Việt Nam có hai loại bệnh phổi thông thường. Cái thứ nhất là bệnh suyễn ở trên trẻ em, nếu mà bị dị ứng, mà cái dị ứng đó nó xảy ra nó làm cho cuống phổi bị thắt lại đó, trở thành nó suyễn, thở khò khè, ho. Khi mình uống thuốc chống dị ứng
uống thuốc để cho nở cuống phổi ra, hay là dùng thuốc hít để cho nở cuống phổi ra nó bớt. Giữa bên Việt Nam thì tôi không có biết, nhưng mà bên Mỹ, theo những khảo cứu bên Mỹ thì đa số các trẻ em mà bị suyễn ở bên Mỹ là do trong nhà có nhiều gián, cái phân gián đó nó làm cho các trẻ em bị suyễn khá nhiều ở bên Mỹ. Bên Việt Nam thì tôi không biết, có thể là có phân gián nhưng mà có thể là có những cái yếu tố khác, tại vì khí hậu ở Việt Nam chung chung là ẩm hơn ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ mà cái vùng Louisiana hay là cái vịnh Galveston, Houston thì nó ẩm, nhưng mà những cái vùng khác thì nó không có ẩm như bên Việt Nam. Bên Việt Nam thì nó ẩm hơn, ẩm thì hay có mốc meo rồi này kia, có thể là trẻ em bị allergy, bị dị ứng về cái đó và trẻ hen suyễn. Trên người lớn thì đa số là do hút thuốc lá lâu ngày, không phải là cái nicotine mà mấy cái chất ở trong khói đó nó làm hư phổi và nó làm ra bệnh về sau đó, bị chronic bronchitis, tức là viêm cuống phổi mãn tính, rồi từ đó nó làm cái cuống phổi này thì bị hẹp lại, rồi nó làm cái alveoli, tức là cái buồng nhỏ nhỏ mà để trao đổi không khí ở trong phổi đó, nó bị căng ra như cái bong bóng, nó gọi là emphysema. Thì những người đó là chức năng của phổi nó giảm ghê lắm. Điều trị thì nhiều người phải dùng thêm oxygen, rồi dùng những cái thuốc xịt mà hít vào để cho nó nở cuống phổi ra. Có một thời gian ở bên Mỹ người ta muốn bán những cái thuốc nở cuống phổi mà dài hạn thay vì ngắn hạn. Ngắn hạn thì chỉ có effect cỡ 2 tiếng, 4 tiếng đồng hồ. Còn người ta làm cho dài hạn 12 tiếng, dài hơn cả 12 tiếng. Tưởng cái đó là hay. Cái đó gây ra nhiều người bị chết. Thành ra bây giờ người ta không có dùng cái dài hạn nhiều như trước. Tại vì khi mà cái cuống phổi mà nó bị trở lại, nó thắt lại sau khi nó bị thuốc nó chế ngự dài hạn thì nó trở thành kịch liệt hơn. Và nhiều người không đủ oxygen và kêu xe cứu thương đến không kịp và chết. Tôi có biết một vài trường hợp. Có thuốc để mà trị gọi là anti-leukotriene đó, tức là trị cái allergy từ tận gốc, thì cái thuốc đó cũng hay nếu người ta có thể chịu đựng được thuốc uống. Nhưng mà cũng có thuốc như vậy gây ra biến chứng là người ta uống ra và người ta bị panic attack, bị những cái cơn lo sợ, lo âu, chịu không nổi, phải bỏ. Đó là về những cái bệnh mà về bệnh hen suyễn và bệnh emphysema. Hôm trước mình có nói về ung thư phổi rồi, thì ung thư phổi một phần là vì hút thuốc lá, mà cái nicotine nó cũng thể làm ung thư, nhưng mà cái ta nó cũng làm ung thư nữa, cái bụi khói đó. Rồi người Á Đông mình á, nhất là đàn bà, dễ bị ung thư phổi hơn, tại vì cái biến đổi ở trong cái tế bào, cái đó là thuộc về di truyền. Hồi trước thì ung thư phổi là chết, nhưng bây giờ thì ung thư phổi rất nhiều người đã được chữa theo cái phương pháp mới, dùng genomics, gene sequencing analysis, tức là cái gene mà người ta phân tích ra, rồi để dùng cho đúng thuốc, chỉ một thuốc thôi, thay vì giải phẫu hóa trị, xạ trị như hồi xưa, thì có nhiều người được sống sót. Và có trường hợp người ta dùng immunotherapy, tức là miễn nhiễm, đưa kháng thể vào cơ thể để mà chống lại cái bướu ác tính và thành công. Bây giờ bị ung thư phổi thì nên đi tìm những cái chỗ mà lớn và có nhiều chuyên viên, có cơ hội sống sót lớn hơn. Mình nên nhớ là đừng đổ tất cả vào hút thuốc lá. Cũng có người Á Đông, kể cả Việt Nam, bị ung thư phổi, nhất là đàn bà, và chưa bao giờ hút thuốc lá cả, và không phải là second hand smoke. Cái second hand smoke cũng có một vài cơ sở khoa học, nhưng mà có một thời ở bên Mỹ bị các luật sư thổi phồng lên để họ thắng kiện. Thành ra cái đó cũng là không có vững chắc. Dạ, rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Với lại là có một điều đó chú thấy rằng là viêm phổi với lại xơ phổi nó giống nhau cái phần nào và nó khác nhau cái phần nào, hay là tóm lại là nghe đến bệnh phổi là nên đi bác sĩ? Viêm phổi là thường thường là do nhiễm trùng, rồi lao phổi là do nhiễm trùng bệnh lao. Nhưng mà những cái vi trùng khác thì nó gây viêm phổi. Thì sau khi lành rồi thì có thể bị xơ phổi, tại vì xơ là cái thẹo. Thì, một vài cái xơ đó
về sau nó có thể làm thành ung thư, cái loại gọi là adenocarcinoma, cái đó cũng có. Dạ, vậy vậy là viêm phổi thì nó nhẹ hơn, rồi sau đó nó có thể là dẫn đến xơ phổi, và khi mà có những cái xơ phổi này rồi thì nó có khả năng nó dẫn đến là ung thư phổi đúng không ạ? Đúng, cái đó thì có thể viêm phổi trên người bình thường hay là người trẻ thì thường thường nó không có nặng nhưng mà cũng có thể chết người. Có ông tổng thống Mỹ đó, ông ra ông tuyên thệ, thường thường tổng thống Mỹ tuyên thệ vào ngày vào tháng giêng thì trời lạnh ghê lắm, ông ra ngoài ông mặc đồ lạnh gì hết, ông bác hình như ông Zachary Taylor, thì sau ngày ông tuyên thệ ông đi vô ông bị sưng phổi ông chết. Thì cái đó từ hồi xưa, nhưng mà đa số người già ở Mỹ là chết là vì sưng phổi, vi trùng mà nó gây cái sưng phổi đó thường là gọi là pneumococcal. Thì bây giờ họ có cái vaccine gọi là Pneumovax chống lại viêm phổi do cái vi trùng đó, thành ra người già ở Mỹ người nào cũng có chích Pneumovax. Nhưng mà trên những cái người mà già yếu quá rồi bị dementia Alzheimer's hay là những cái dementia khác rồi quá nặng rồi, hay là những người mà đã bị stroke đến độ không còn cơ thể, không còn cái gì mà function hay là không còn cái gì để mà kháng lại nữa, thì thường thường họ họ chết vì sưng phổi. Vậy thường thì những người mà ở cái vùng nóng với lại những người mà ở khí hậu lạnh thì người khí hậu lạnh dễ bị chết vì phổi nhiều hơn hay sao bác sĩ Liêm? Cũng ngang nhau, Cũng khác nhau. cũng ngang nhau. Người ở khí hậu lạnh thường thường sống lâu hơn, nếu mà khí lạnh và khô đó nhiễm trùng đường đường hô hấp dễ hơn. Còn ví dụ như là ô nhiễm môi trường thì sao? Tại vì tôi biết là mỗi lần mà mình đi về Việt Nam mình thăm á, có nhiều khi một buổi chiều thôi mà đi xe Honda mà không có đeo cái mask á, là cái mũi mình nó chiều về tới hotel á, chùi cái mũi là nó đen hết. Thì tôi biết là cái pollution ở Việt Nam rất là tệ. Thì thí dụ như mình ở trong một cái bầu không khí mà ở đó bị ô nhiễm môi trường nhiều thì nó có ảnh hưởng đến bệnh phổi không? Sẽ có nhiều hen suyễn, bệnh emphysema và sẽ có ung thư phổi cũng nhiều hơn. Rồi bây giờ thì người ta bên Mỹ mất một thời gian thật lâu rồi mới bài trừ thuốc lá, hút thuốc lá, thì ít người hút thuốc lá, thì bây giờ cái tuổi tuổi giang nó lại chế ra cái loại mới vaping, Dạ đúng rồi. electronic rồi này kia, rồi cũng cũng hại như nhau, Ồ vậy à? Dạ dạ. không có gì tốt hơn. Dạ. Với bây giờ có cái ông bạn ổng cũng hơi khá, ổng có business thì hy là chuyên về hút xì gò. Hình như là hy hút hầu như mỗi ngày luôn á. Bây giờ có nói rằng hút như vậy có bị sợ bị ung thư phổi không, là tại vì cứ hút liên tục như vậy. Thì hy nói là hút cigarette tại vì nó có khói thuốc cho nên nó dễ bị ung thư phổi hơn là cigar, tại vì cigar mình không có nuốt vào. Thì bác sĩ Liêm nghĩ như thế nào về cái câu nói đó? Hút xì gà thì ít bị ung thư phổi hơn người hút thuốc lá, nhưng mà người hút xì gà thì bị ung thư miệng và cuống họng nhiều hơn là vòm miệng, nhiều miệng lưỡi nhiều hơn là người hút thuốc lá. Thành ra cái khói là và cái nicotine nó vẫn độc nhưng mà nó cũng xuống sâu vào trong phổi. Thành ra khi mà nói là tôi hút xì gà tôi không bị ung thư phổi là trên lý thuyết cái đó đúng, nhưng mà trên thực tế là anh sẽ bị một cái ung thư khác, nó cạn hơn ở trên miệng anh, trên lưỡi anh. Cái nguy hiểm là cái khối của cái chất thuốc đó đúng không ạ? Khói nào cũng nguy hiểm cả. Thí dụ như những người lính cứu hỏa khi họ xông vào họ chữa cháy cho người ta, họ cũng bị hít những cái khói rất là độc. Thường thường người ta chết khi mà bị cháy nhà, không phải chết vì lửa mà chết vì khói độc. Bị khói. Nhưng mà tại tại sao mấy cái khói nó lại độc đến như vậy? Tại vì thí dụ như là cigarette hay hay là cigar thì nó có cái chất thuốc ở trong đó, nicotine, còn thí dụ mà khói bình thường nó cũng độc luôn. Khói bình thường mà do những cái chất mà nhân tạo đó, người ta lấy từ dầu lửa ra đó, như là ni lông và nhựa và hay là những cái chất polyester, polyvinyl, cái đó khi nó cháy nó cho ra những cái chất, hít vào là chết. Vậy với lại là một cái câu hỏi nữa là ví dụ những người phụ nữ mà có chồng là hút thuốc thì
có nên bắt mấy ông chồng bỏ thuốc không? Thì cái đó là second hand smoke, ông bỏ được thì càng tốt, không bỏ được thì mình ở kiểu nhà Việt Nam mở toang cửa sổ ra, hay là mình để air purifier nó cũng giúp, nhưng mà hút thuốc vừa vừa độc mà vừa vô lý, nên không nên hút thuốc, mà vaping cũng là không có tốt. Vậy nếu như mà mấy ông mà muốn cai thuốc thì cai thuốc bằng cách nào là tốt nhất bác sĩ Linh? Rất là khó. Rất là khó, đúng rồi. Ba của nó chỗ phải mẹ mua đủ loại kẹo, mua đủ loại xin gum để mà bỏ, cũng không bỏ được một thời gian rất là lâu, rồi cuối cùng tự nhiên một ngày đẹp trời cái bỏ. Đây cái là tùy nghị lực, khi mà đã quyết định bỏ mà con người mà có nghị lực, có thể tự kiểm soát được mình thì họ bỏ được. Có một vài người nhờ đi châm cứu mà bỏ được hút thuốc. Ô, Đây. châm cứu. Những người mà châm cứu để khỏi hút thuốc lá, tôi thấy họ để kim vô lỗ tai rồi họ chụp hình rồi đưa cho tôi coi, trông rất là buồn cười, nhưng mà họ bỏ được hút thuốc lá. Rồi bên Mỹ này có những cái chương trình do cái giáo phái Seventh Day Adventist, họ cũng làm người ta cai được thuốc lá nhiều đó. Cái giáo phái Seventh Day Adventist của đạo Protestant, tức là Việt Nam mình bị dù khi gọi là tin lành, nhưng mà Protestant thì cái giáo phái đó họ rất là nghiêm ngặt, không có hút thuốc lá, và họ có những cái chương trình cai thuốc lá mà người Mỹ theo đó thì họ vào đó thì họ bỏ được hút thuốc lá. Nhưng mà có người bỏ thuốc lá được nhờ châm cứu. Ngày ngày hôm nay quý vị nghe cái điều này rồi, những ai mà quyết tâm mà muốn bỏ thì thử đi hỏi mấy ông bác sĩ chuyên về châm cứu rồi. Giờ tôi muốn thuốc lá, còn có cách nào châm làm sao mà tôi về tôi bỏ thuốc lá không? Hay là mấy mấy bà mà có chồng hút hút thuốc lá đó, muốn mấy ông bỏ thì kéo mấy ông đi vô mấy chỗ đó châm cứu. Châm cứu là một y khoa truyền thống, vẫn chưa có thể hoàn toàn giải thích được bằng khoa học, và người ta vẫn không biết là tại sao thời Tam Hoàng đó, bên bên Tàu đó lâu lắm rồi, tại sao lại viết ra được cuốn Nội Kinh mà có những cái kinh mạch như vậy. Nhưng mà bây giờ nghĩa là mình vẫn chưa, khoa học vẫn chưa hoàn toàn giải thích, nhưng mà không thể nói rằng là nó không có hiệu quả, tại vì trong một vài trường hợp nó có hiệu quả. Với lại một điều nữa, thí dụ như là mình có chồng hay có vợ mà cái người đó hút thuốc lá mà mình mở cửa toang hết thì dù sao nó cũng đỡ, nó ra cái hơi khói. Nhưng mà nếu mà mấy người đó hút thuốc mà họ hung mình á, tại vì nhiều khi là hung miệng rồi, nó có bị ảnh hưởng gì không à? Tôi không biết. Tôi không biết. Nếu mà người ta chịu được nhau thì người ta chịu được, còn Nhưng mà ý ý ý là cho hỏi liên quan đến là sức khỏe đó, giống như là nó có truyền ung thư không, hay là ung thư thì nó đó không có. tôi không biết, mà chưa có ai có đưa bằng chứng đó ra, thành ra tôi không biết. Có lẽ là không sao. Với lại là một cái nữa, khi mà Rachel đọc một cái bài này đó thì có nói rằng là bệnh ung thư phổi thì trung bình là trong đó có 81% người bị ung thư phổi có tuổi trên 60, thì cái phần trăm này nó is it sound correct, nó cái sao nó có đúng không hay là nó hơi bị quá? Không, cái đúng là ung thư là bệnh thường thường là trên người lớn tuổi, nhưng mà không nói rằng trẻ em mà không có ung thư, nhưng mà trẻ em cũng có ung thư, nhưng mà nó ít hơn. Ung thư là do tế bào nó bị biến thể, mà mỗi ngày mình sống đó thì tế bào nó vẫn phân chia, nó rồi nó sửa sang rồi nó thay thế rồi tùm lum hết. Mình sống càng lâu đó thì mình càng dễ bị ung thư. Không phải là vì cái lỗi gì, mà tại vì chỉ cái lỗi duy nhất là sống lâu, cũng như là mình lái xe đó, mình càng lái xe càng nhiều thì cái tỷ số tai nạn nó càng lên. Bao nhiêu mai sao thì người ta làm bảo hiểm ở bên này về xe cộ đó, thì người ta hỏi mỗi mỗi năm anh dùng bao nhiêu mai, thì nếu mình dùng nhiều mai sao thì cái giá bảo hiểm nó sẽ lên chút đỉnh, tại vì tỷ số đó nó favor tai nạn, thì ung thư cũng vậy thôi. Cho nên là khi mà mình càng sống lâu thì cơ hội mình bị ung thư nhiều hơn. Nhưng mà tại vì ở ở đây họ nói rằng 80% có nghĩa là trong 10 người là hết 8 người là bị ung thư phổi rồi, trên 60 tuổi. Thì bây giờ nói Không, rồi. không, không. Cái đó là hiểu sai tiếng Việt, nhiều khi tiếng Việt nó không có rõ, thành ra nhiều khi mình hiểu sai. Không,
trong số những người bị ung thư phổi thì 81% của cái người bị ung thư phổi là trên 60 tuổi. Tức là ví dụ như thí dụ mình À, lấy trong tổng cộng số mà bị người bị ung thư phổi rồi thì 80% là những người cao niên, 60 tuổi đổ đúng lên. rồi, đúng đúng, có nhiều nhiều chữ trong tiếng Việt người ta dùng một cách bình thường nhưng mà thật ra gây rất nhiều hiểu lầm. Ví dụ như tôi thấy Rachel viết là sửa, ensure, ensure không phải là sửa, sửa là milk hay là lard, tức là sửa là từ từ cái vú của con bò hay là người đàn bà hay là cái con vật cái để nuôi dưỡng đứa trẻ thì cái đó là sửa. Còn những cái thứ nhân tạo người ta làm cái formula Formula. từ đậu nành nhưng mà đủ tất cả chất bổ cho để nuôi đứa trẻ thì nó gọi là infant formula hay là baby formula, thì nó gọi là Similac, tức là simi là tương tự, lac là sữa, tương tự như sữa nhưng không phải sữa là sữa, nó là formula. Thì ensure đó là người ta chế ra là formula cho người lớn tuổi nhưng mà không phải là sữa, rồi nó có cái Ensure Plus thì nó có nhiều calorie hơn. Thành ra trong bệnh viện hay là nursing home nhiều, có nhiều người vì trường hợp người ta không thể ăn uống được nên người ta phải nuôi từ cái ống vào trong bụng thì người ta chạy cái Ensure đó vào thì cái đó là formula nhưng người ta không cần phải ăn uống gì thêm nữa hết, chỉ đủ chất nước và chất calorie và chất bổ dưỡng nó ấy. Nhưng mà cái tuổi mà nó làm mình xưa nó muốn bán được thêm, thành ra nó quảng cáo như là thuốc bổ cho người già. Thật ra Insure không phải là thuốc bổ cho người già, mà người già mà dùng Insure mà ăn uống đầy đủ rồi thì dễ bị tiểu đường, tại vì người ta thêm calorie và thêm đường đó, dư thừa. Trong khi đó những người đó đó nếu mà muốn để mà chức năng đó, để mà thêm bắp thịt hay là thêm protein đó, thì dùng whey protein thì nó Whey tốt hơn. protein. Thì whey protein mà bây giờ vì các lực sĩ họ dùng á, thì khi mà để tranh đua hồi trước đội Denver Broncos mà nó thắng cái Super Bowl là nhờ nó dùng whey protein mà có trộn với creatine. Khi nó trộn creatine vào thì cái sức mạnh của bắp thịt gia tốc nó tăng ghê lắm, thành ra nó thắng. Thì bây giờ những người lực sĩ mà muốn tranh đua đó họ dùng whey protein có trộn creatine. Rồi á, có người á, dùng whey protein mà bỏ một cái chất khác. Bây giờ cái chất đó đó, taurine đó, kết quả trên chuột nó nói sống lâu hơn. Thì bây giờ người ta lại dùng whey protein trộn với taurine. Nhưng mà cái đó là trên chuột thôi, không biết trên người ra sao. Nhưng mà taurine nó cũng bỏ vào trong cái Red Bull đó, tại vì nó có kích thích. Người già mà muốn kích thích thì uống whey protein có taurine. Nhưng mà nếu chỉ muốn để sống lâu mà có bằng chứng khoa học, không có bị tiểu đường thì dùng cái 100% whey isolate mà pure đó, 100% là không có thêm nhiều nhiều calorie nhưng mà sẽ tổng hợp protein nhiều hơn và cái người người lớn tuổi đó sẽ mạnh khỏe hơn và sống lâu hơn. Tại vì cái Ensure đó thì thường thường giống như ở bên Mỹ thì mình biết người ta dùng là cái formula. Nhưng mà ở Việt Nam có thể là họ nói tắt cho nên thường thường mình sẽ nghe là sữa Ensure. Ví dụ như Đó là vấn đề với tiếng Việt như vậy đó. Tiếng Đó. Việt tại vì sữa không phải, sữa là từ vú, từ vú của động vật giống cái để mà nuôi dưỡng trẻ em. Thì hôm trước cũng có một khán giả hỏi là nếu mà bị tiểu đường mà uống sữa tiểu đường thì có hết tiểu đường không, thì tôi với Rachel không có hiểu. Nhưng bây giờ tôi coi lại tôi mới thấy là nó có một cái formula để cho những người bị tiểu đường mà không có ăn được thì cũng như là ensure cho những người không bị tiểu đường, nó gọi là Lucerna, 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 Lucerna. Lucerna là một cái vùng ở bên Thụy Sĩ, người ta rất là cái kỹ nghệ về 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 sữa rất là nổi tiếng. Nhưng mà cái Lucerna đó thì nó làm để cho người bị tiểu đường không có bị ảnh hưởng tới cái lượng đường đó. Vậy vậy là cái sữa này vẫn tốt cho Đó những người bị tiểu là kêu là sữa nữa, không phải đường. sữa, formula.
nói về nó lộn hết, thành ra có thể Dạ. mà nếu mà bác sĩ mà lộn là có thể chết người, Dạ. thành ra Vậy không thể. nếu nếu mà bác sĩ Lim là người dịch tiếng Việt thì bác sĩ Lim sẽ dịch như thế nào? Thí dụ như không phải sữa Ensure thì chỉ gọi là Ensure thôi chứ không nên gọi là sữa. Thì formula là công thức, Sữa công thức. không đó đừng có dùng chữ sữa, Có nghĩa là bỏ chữ sữa đi, không được sử dụng chữ sữa thì chữ sữa nó không chính xác. hợp chất dinh dưỡng cho trẻ em hay là hợp chất dinh dưỡng cho người già, thì Ensure là hợp chất dinh dưỡng cho người già, Lucerna là hợp chất dinh dưỡng cho người bị tiểu đường, Similac là hợp chất dinh dưỡng cho trẻ em. Hồi xưa Việt Nam thời Pháp thuộc thì họ có bán sữa bột, là từ Dạ. sữa nhưng lòng khô thành sữa bột, gọi là Gigo, là sữa Gigo thì đúng, Sữa bột, dạ. nhưng mà sữa Lucerna thì không có đúng, hay là sữa Ensure thì không có đúng. Rồi thì Dạ. mình phải bắt đầu mình phải cải thiện lại cho tiếng Việt nó chính xác hơn, chứ Nhưng mà không Rachel nghĩ rằng nó khổ nổi nếu mà mình nói là hợp chất Ensure thì người mẹ nghe chữ hợp chất không dám mua cho con mình uống, mà nghe chữ sữa Ensure cái thế thì mua cho ba mẹ mình hay là mua cho con mình uống tại nó có chữ sữa. là người Việt Nam tiếp tục bị lừa nữa. Đó đó. Dạ. Với lại cái mà quan trọng nhất á, hồi hồi đó tôi học ở Việt Nam, tôi qua đây tôi học lại ở bên Mỹ, nhưng mà tôi muốn đi về ngành giảng dạy và nghiên cứu, Dạ. thì ông thầy cái ông mà mentor của tôi á, ông có một chương trình nghiên cứu thì ông bắt tôi phải làm với ổng. Rồi sau sau cỡ chừng vài tháng ông thấy tôi làm được á, thì ông mới nói là mày có ý định mày muốn làm cái gì riêng của mày thì mày làm, thì tao sẽ làm cái thời khóa biểu để mày tới trình tao về cái chương trình của mày mỗi 2 tuần gì đó. Tôi học theo ổng rất nhiều, ông mở mang cái trí tuệ của tôi. Thì người Việt Nam mình á, tại vì mình theo cái văn hóa vâng lời, ai nói gì thì mình tin đó, và ai nói gì thì mình không có suy nghĩ thêm, không có Dạ. thắc mắc đó. Nhưng mà khi mà làm nghiên cứu đó, mình thấy cái gì á, thì mình phải phải đặt câu hỏi, mà đặt câu hỏi đúng thì sẽ thành công, mà đặt câu hỏi không đúng thì sẽ không thành công. Rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Không biết còn gì bác sĩ Liêm muốn chia sẻ thêm nữa trước khi mà chúng ta chấm dứt cái video này không ạ? Nếu mà có thời gian thì tôi xin cập nhật quý khán giả về cái thuốc metformin. Dạ. Cái thuốc metformin là cái thuốc duy nhất mà hiện nay có bằng chứng khoa học là giúp những người bị tiểu đường loại 2 sống lâu lâu nhất và ít bị biến chứng nhất. Cũng vì vậy mà có nhiều cái disinformation về metformin ở trên internet hay là email gì đó. Đây. Cái thuốc metformin á thuộc về cái loại thuốc gọi là biguanide, mà trong cái thuốc biguanide đó người ta không muốn dùng trên những người mà đã có bệnh thận. Nếu mà đã có bệnh thận mà cái chức năng của thận xuống dưới 35%, tức là cái lọc của creatinine mà nó nói là dưới 35% đó, không nên dùng metformin. Đó là cái lý do duy nhất để mà đừng có dùng metformin, là nếu đã bị hư thận rồi và trên 35%. Đó. 35% về 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 cái lọc của creatinine đó, thì nếu mà lọc của creatinine chỉ có được 35% thì không nên dùng cái thuốc metformin. Nếu mà dùng metformin lâu dài đó thì nên uống thêm sinh tố B12. Đó là chỉ có 2 cái cần nhớ thôi, là nếu mà bị suy thận mà creatinine lọc chỉ có 35% thì không nên dùng metformin, và uống metformin lâu dài thì nên uống thêm sinh tố B12. Còn metformin không có hại thận và metformin cũng không có hại gan, nên những người nào mà nói những cái chuyện đó là nói láo cho quý vị. Mà thuốc metformin là thuốc duy nhất hiện nay người tiểu đường loại 2 dùng để được sống lâu. Bác sĩ của quý vị có thể thêm thuốc nào, bớt thuốc nào nếu bạn có tiểu đường loại 2, cái đó là tùy bác sĩ. Nhưng mà trên căn bản vẫn phải có uống metformin nếu mà không bị suy thận. Thành ra cái đó là quan trọng nhất. Gần đây cái hiệp hội thử nghiệm cho người bị tiểu đường loại 2, họ cũng mới cập nhật cách đây mấy tuần, là tôi vẫn nói với quý vị là nếu mà bị tiểu đường loại 2 chỉ cần giữ đường dưới 200 là tốt, tại vì dưới 200
là có thể chống lại nhiễm trùng. Thành ra không cần phải thử nhiều lần rồi này kia. Bây giờ họ lại càng vững tin hơn, tại vì họ có nhiều bằng chứng hơn. Họ nói rằng nếu mà chỉ dùng metformin mà không dùng thuốc nào mà có thể làm đường thấp đó, thì không cần phải thử đường máu mỗi ngày. Thí dụ 1 tháng thử 3 4 lần là đủ rồi, chứ không phải thử mỗi ngày. Cái đó rất là tốt. Mà sở dĩ họ đưa ra những cái cập nhật như vậy là tại vì họ có bằng chứng. Thành ra metformin đó, bây giờ nếu mà dùng chỉ có metformin mà không dùng insulin hay không dùng những cái thuốc mà có thể làm đường máu thấp đó, thì không không cần phải thử máu mỗi ngày. 1 tháng thử 3 4 lần là được rồi, và cứ cứ 3 4 tháng thì thử cái hemoglobin A1C. Mà chỉ cần giữ cái hemoglobin A1C cho người lớn tuổi giữa 7 với 8 là được rồi. Nếu mà hemoglobin A1C dưới 7 thì cũng được, nếu mà không có những cái triệu chứng về bị đường máu thấp. Cảm ơn bác sĩ Liêm cập nhật về thuốc metformin. Thì sẵn đây mình còn cái thời gian để mình trả lời thêm một cái câu hỏi mà nó cũng có liên quan. Ví dụ như cái câu hỏi ở đây là của một vị khán giả tên là Holly Vũ, có hỏi rằng là xin bác sĩ Liêm cho biết uống thuốc cao máu và cao mỡ thì bác chủ nghĩ rằng có liên quan đến metformin ở đây thì có kỵ ăn bưởi hay không ạ? Bưởi nó sẽ chặn một cái enzyme, tức là yếu tố ở trong gan đó, để mà biến thể các loại thuốc. Thành ra có nhiều chất thuốc có thể bị bưởi nó làm trở thành độc, tại vì không có biến thể được. Nói chung đó, thì khi nếu mà uống thuốc tây đó, bất cứ thuốc tây nào đừng có ăn bưởi là chắc ăn nhất. Thành ra đừng có ăn bưởi, đừng uống nước bưởi nếu mà bạn uống thuốc tây. Hồi trước ở bên Mỹ nó họ không biết, thành ra có nhiều trường hợp bệnh nhân đang nằm bệnh viện phải đưa vào phòng săn sóc đặc biệt, tại vì nhịp tim bị rối loạn rất là nguy hiểm. Nhưng về về sau họ khám phá ra là tại vì nhà bếp dọn cho mấy người này ăn buổi sáng ăn bưởi, hay là có nước nước bưởi, uống nước bưởi thì nó chổi lại, nó chống lại với những cái thuốc mà bệnh nhân đang dùng. Sau khi họ loại bỏ cái bưởi và nước bưởi cho cái menu ở trong bệnh viện đó, thì cái tỷ số bệnh nhân phải nhập vào trong cái phòng săn sóc đặc biệt đó đó giảm xuống giữa 30 tới 40%. Thành ra nói chung chung, nếu bạn uống thuốc tây, bất cứ loại thuốc tây nào, cứ đừng có ăn bưởi, hay là đừng có uống nước bưởi. Wow, cảm ơn bác sĩ Liêm chia sẻ cái điều này và sẵn đây cũng cảm ơn luôn vị khán giả tên là Holly Vũ đặt cái câu hỏi này, tại vì nếu mà Holly Vũ không có đặt thì bây giờ hoàn toàn không biết những cái gì liên quan đến bưởi nó kỵ thuốc nữa, cho nên là nhờ cái câu hỏi này mà bác sĩ Liêm chia sẻ thêm sâu xa hơn là tóm lại là nếu mà mình uống thuốc tây là mình nên né nước bưởi, cái gì nó liên quan đến bưởi mình né ra, tại vì cái chất ở trong trái bưởi nó làm ảnh hưởng đến thuốc tây đúng không ạ? Đúng, nó chặn một cái ảnh hưởng, một cái yếu tố ở trong gan đó, mà để làm biến thể thuốc tây thành ra những cái gì mà có thể thải ra được, nhưng mà khi không có biến thể được thì nó tích tụ và nó trở thành độc. Rồi còn còn có loại trái cây nào mà mình cũng nên biết đến mà phải né khi mà mình uống thuốc tây nữa không bác sĩ Liên? Hiện giờ thì tôi chỉ biết bưởi thôi. Là người người ta nghiên cứu về cái bưởi này luôn và người ta thấy được cái đó và người ta cũng khuyến khích là mình nên né chất bưởi đây. Có một vài cái khảo cứu nó nói rằng giữa lime and lemon, là cái đó Việt Nam nó hay lộn đó. Lemon là trái mà nó vàng, còn lime là cái trái mà nó green, nó xanh xanh lá cây. Thì người Việt Nam hình như ăn lime nhiều hơn đó. Thì lime có thể có một vài ảnh hưởng như là bưởi, nhưng mà cái số lượng lime mà mình dùng quá quá thấp, tại vì nó rất chua. Thành ra không 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 thấy, không có thấy nhiều ảnh hưởng như là bưởi. Bưởi người ta ăn một số lượng lớn, hay là uống một ly nước bưởi Nước khá khá bưởi. lớn, trong khi lime chỉ vắt một muỗng chanh thôi thì không có hại gì cả. Lemon thì nó cũng giống như cam, nó không có hại, nhưng mà lime thì có thể, nhưng mà cái số lượng nhỏ quá thành ra không có đáng kể. Dạ Thành ra dạ vâng. cử lime mà, nhưng mà phải cử bưởi, Dạ. grapefruit.
Cảm ơn bác sĩ Liêm. Thưa với quý vị là cái câu hỏi này là chính bác sĩ Liêm là người đọc và bác sĩ Liêm chọn cái câu này á quý vị, là tại vì nó rất là quan trọng. Tại vì chính bản thân của Rachel thấy có những người là khi mà đi thăm bệnh nhân thì thường thường á mình sẽ mang ensure, không bỏ cái chữ sữa, mang ensure vào cho người bệnh hoặc là mang trái cây, và trong cái rổ trái cây đó nhiều khi Rachel thấy có mua bưởi mang vô nè, rồi mang thêm muối tiêu hay là muối ớt để mà chấm bưởi ăn nữa. Thì ngày hôm nay là qua chương trình này thì quý vị hiểu được là no, đừng có mang bưởi vô cho bệnh nhân ăn ở trong bệnh viện. Đúng. Dạ, dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu Liêm rất là nhiều, chia sẻ nhiều điều rất là hay trong ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời bác sĩ Liêm gửi lời chào ạ. Kính chào quý khán giả. Vâng, xin chào quý vị và hẹn gặp lại sau. Quý vị nào mà chưa có bấm like thì quý vị nhớ là bấm like cho chương trình nha quý vị. Rồi đồng thời nếu mà những ai có những cái câu hỏi nào đó mà quý vị nghĩ rằng là cần muốn hỏi và được trả lời thì quý vị để lại cái bình luận dưới đây. Rồi những ai cần liên lạc gì đó thì email về đây. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu Liêm một lần nữa. Kính chúc mọi người được một ngày vui vẻ và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại sau. Bye bye. Bye bye.